Phủ Thông là thị trấn huyện lỵ của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, Việt Nam. Chiến thắng Phủ Thông là trận đầu tiên bộ đội ta tiêu diệt đại đội tăng cường tinh nhuệ của Pháp, phòng ngự với công sự vững chắc. Chiến thắng mang lại niềm tin, kinh nghiệm lớn cho bộ đội ta trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc. Đã 70 năm trôi qua, những ký ức về chiến thắng Phủ Thông năm 1948 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những cựu chiến binh. Chiến thắng Phủ Thông là trận đầu tiên bộ đội ta tiêu diệt đại đội tăng cường tinh nhuệ của Pháp. Chiến thắng mang lại niềm tin, kinh nghiệm lớn cho đội ta. Trận công kiên đầu tiên của quân đội ta, dù tuổi đã ngoài 90, Trung tướng Trần Linh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên chính trị viên Trung đội Tiểu đoàn Phủ Thông, người trực tiếp tham gia trận công đồn Phủ Thông, vẫn nhớ như in không khí kháng chiến của quân và dân địa phương khi đó. Trung tướng Trần Linh kể, tháng 10 năm 1947, khoảng 800 lính Pháp nhảy dù xuống chiếm thị xã Bắc Cạn. Chỉ trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10, chúng đã chiếm đóng, củng cố 5 cứ điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, trong đó có đồn Phủ Thông. Sau thất bại của cuộc tiến công lên Việt Bắc Thu Đông năm 1947, giặc Pháp vẫn cố bám giữ lấy thị xã Bắc Cạn nhằm chia cắt căn cứ địa Việt Bắc. Chúng ra sức củng cố và xây dựng đồn Phủ Thông thành một cứ điểm vững chắc kiên cố để bảo vệ thị xã Bắc Cạn, kiểm soát tuyến đường số 3, đồng thời làm chỗ dựa cho lực lượng quân Phỉ ở Chợ Giã. Củng cố chính quyền tay sai ở khu vực này gây khó khăn, trở ngại cho quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng căn cứ địa kháng chiến. Bởi vậy, nhằm đánh bại kế hoạch chiếm đóng và bình định của thực dân Pháp, ta chủ trương mở chiến dịch đường số 3 nhằm mục đích bức địch rút khỏi Bắc Cạn và đường số 3. Ban chỉ huy chiến dịch chủ trương trong thời kỳ thứ nhất mở cuộc tổng công kích trên đường Cao Bằng Bắc Cạn, tiêu diệt hai cứ điểm Phủ Thông, Bằng Khẩu, phục kích tiêu diệt quân tiếp viện từ Bắc Cạn lên làm chủ đường số 3. Từ năm 1947 đến năm 1948, quân ta đã 3 lần đánh vào đồn Phủ Thông. Sau 3 lần bị ta tập kích, ngày 25 tháng 7 năm 1948, tiểu đoàn 11 thuộc trung đoàn 308 do đồng chí Vũ Yên chỉ huy trực tiếp tấn công tiêu diệt đồn Phủ Thông. Các tiểu đoàn 55 thuộc trung đoàn 72 và đại đội Chợ Giã đảm nhiệm chặn đánh địch tiếp viện từ Ngân Sơn, Nà Pặc xuống, và tiểu đoàn 54 thuộc trung đoàn 308 phục kích đánh địch từ Bắc Cạn lên. Theo kế hoạch ban đầu, đúng 19 giờ pháo binh mới bắt đầu bắn, nhưng để dễ quan sát và sửa phần từ bắn, đúng 18 giờ 45 phút ngày 25 tháng 7 năm 1948, pháo binh ta bắt đầu bắn quả đạn đầu tiên mở màn trận đánh. Tiểu đoàn 11 chia làm 2 mũi tiến công vào đồn. Mũi thứ nhất do đại đội 245 đảm nhiệm tấn công vào hướng cổng chính, bị địch tập trung hỏa lực bắn ra dữ dội. Ta tập trung súng cho mũi thứ hai do đại đội 243 đảm nhiệm tiến công ở phía bên phải, cắt hàng rào dây thép gai, phá các hàng rào tre nữa, mở đường cho tổ xung kích bắc thang cho bộ đội vượt tường tiến công vào đồn. Giữa ta và địch giành giật từng lô cốt, ta lần lượt chiếm các lô cốt công sự của chúng. Trận đánh kéo dài đến 23 giờ, ta đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 100 tên địch, trong đó có tên đồn trưởng và tên đồn phó, chiếm 3/4 đồn, phá hủy nặng hệ thống công sự, vật cản nhà ở trong đồn, thu được 5 trung liên, 4 tiểu liên, 10 súng trường, một số đạn lưu đạn. Đến 23 giờ 30 phút ta rút khỏi đồn. Trận tập kích lần 3 kết thúc. Trong trận này, phía ta có khoảng 100 đồng chí bị thương vong, trong đó 43 đồng chí hy sinh. Tuy không làm chủ hoàn toàn đồn Phủ Thông, nhưng trận đánh đã tạo sức ép lớn khiến cho quân địch phải rời khỏi thị xã Bắc Cạn. Có thể nói đây là trận đánh công kiên bằng hỏa lực quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên. Tuy không giành được thắng lợi hoàn toàn, song trận đánh có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của quân đội ta về trình độ và khả năng tác chiến. Chiến thắng Phủ Thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Với thắng lợi này, tiểu đoàn Phủ Thông đã mở đầu cho truyền thống đánh cứ điểm của quân đội ta và trở thành một đơn vị đánh cứ điểm nổi tiếng sau này.